That's ice cream. Cái đó là birthday cake pop. Pia 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 strawberry. Đúng rồi, strawberry nha. Đó, hát đi con. For the first time in forever. Hát lại đi con. Ngọc hát hoài mấy câu đó, tại vì nó chưa có thuộc mấy câu đó nên Ngọc hát hoài mấy câu đó. Hát lại coi. For the first time in forever, there'll be music, there'll be light. Hát đi con. Cái này lên. Đây nè, bây giờ là thấy là hát dạo này là hát ca dữ lắm nè. Có triển vọng lắm nè. Giá cho sao cho lên 3 tuổi là nói được thêm chút nữa rồi hát rồi này kia nọ. Mày dạy cho hát nghe chưa. For the first time in forever, there'll be music, there'll be light.
rồi, ăn không ăn nè, không ăn nữa thì để mày cất vô nghe chưa, đừng làm tầm bậy nghe chưa, cắn được có phân nửa thôi đó. Rồi cô chú mới than phiền là sao mà bữa giờ chưa thấy bơi đây, bơi đây cô chú ơi. Đó. Hello. Rồi bơi nó đi qua nhà bà Dolores chơi cho đã, xong rồi nó chạy về, nó nói mẹ ơi con muốn bơi với chị với anh. Rồi. Bơi à, con muốn ra phao quay là nó muốn đi ra xa đó. Muốn này nào? Muốn cái gì bự? Muốn cái phao hả? Dạ. Thôi. Để đi lại kia với anh đó kìa. Có cái phao đó rồi còn đi phao phúng gì nữa. Thôi, đừng có bự nhỏ gì đó. Kìa, chị bơi ra tuốt ngoài đó kìa. Bơi ra ngoài đó chị đi. Bốn đứa lận kìa. Bốn đứa bị chạm bá lửa kìa. Ui chào ui. Chụp ếch dữ vậy ta. Đây là từ chiều giờ, bây giờ hiện tại là mấy rồi ta? 4 giờ chiều rồi đó mà không ngủ trưa luôn. Sáng sớm đi ngủ dậy xong rồi mẹ chở đi giao hàng. Ngày nào cũng vậy, giờ là ngày nào cũng vậy đó. Ngủ dậy là biết là phải đi đâu? Đi ra bưu điện để gửi hàng dì Hoa Nghị Tây cho cô chú ở Mỹ. Sáng nào cũng vậy. Cô chú gọi điện thoại cho mẹ chay nha, để mua dì Hoa Nghị Tây nha. 248-495-3245. Sáng nào cũng vậy, như là ngày nào cũng thế và ngày nào cũng vậy đó. Cô chú thương chay quá, mua ủng hộ mẹ chay để chơi cơ, để mẹ chay có tiền mua sữa chay. Sữa chay. Đó. Anh này tội nghiệp, bé này tội nghiệp lắm. Không có mẹ, không có ba gì đó. Tội thiệt chứ. Trong khuôn mặt lúc nào cũng buồn, tội ghê. Ở chung với dì, dì là chị của mẹ nó đó. Mẹ nó, dì mẹ nó thì cũng gì đó, không biết sao đó mà nghe nói là nó không muốn gặp mẹ nó. Mà ba nó thì tở tuốt xa có vợ khác rồi, mẹ nó có bồ rồi tùm lum hết. Tội nghiệp từ nhỏ lớn ở chung với dì. Bởi khuôn mặt lúc nào cũng thấy mặt nó buồn, nó cười cũng thấy mặt nó buồn nữa. Tội nghiệp thiệt chứ. Có ngày đi vòng trong xóm á, rồi thời cũng gặp ai nó cũng ngồi mặt được. Cái thằng này cũng hay nha, là chịu nói chuyện với người khác, chịu làm quen, chịu học hỏi. Bởi vì con người cũng đỡ trầm cảm á, chứ mấy mà con mình nó riết buồn á, không có cha, không có mẹ, không anh em, chả biết chia sẻ cùng ai á, thấy không? Người dễ trầm cảm, dễ đi tới một hướng khác lắm á. Cái căn bệnh trầm cảm là một cái căn bệnh mà thật sự là rất là quan trọng luôn, mà ít ai để ý tới và không hề biết nó là cái gì luôn. Căn bệnh trầm cảm nó khủng khiếp lắm. Cái dấu hiệu để nhận biết là không muốn ăn, hoặc là có khi người có người thì ăn thật là nhiều. Rồi có bả kìa, có bả bơi ra thuốc kia kìa. Đó, đây trong đây trong bờ nè cô chú nè, bả bơi ra thuốc kia rồi đó. Dữ không? Chay, chị đằng sau lưng con kìa. Tội thiệt chứ. Thấy nghĩ cuộc đời tội chứ, không mẹ, không ba, không anh, không em gì hết. Trời tội ghê. Bé này chuẩn bị mu đi rồi nè. Cái gì nó tên gì, nó tên Ngọc Sống, tới nó sống tới giờ Ngọc nó tên gì cũng không biết. What's your name? Laxi. I never knew your name. Sống tới giờ Ngọc chưa biết tên này. Laxi, you guys moving out here? Friday. Oh my god, we aren't gonna see you anymore. No, we'll visit. Okay. JD, she moving soon. You're not gonna see her often. That's sad. We're going to Dubai. Yeah, where you guys moving to? Fenton. Oh my god, that Silver Lake. That's far. Trời ơi, nó dọn đi cách đây 40 phút lái xe lần. Fenton là cái chỗ mà. Yeah, I know where that is.
là cái chỗ mà Ngọc hái trái chè đi với anh chay á, là nó dọn đi thuốc ngoài đó, nó xa vời vợi luôn. Ủa sao đang ở đây ngon lành vậy mà tự nhiên dọn người ta? Ở đây cái nhà ở trước mặt hồ. Có hai mẹ con à. Ở ba mẹ con, có thằng anh nữa. Đó đây nè, cái thằng này là em họ, anh họ của thằng bé này nè. Đó, là mẹ của thằng bé này nè, là nuôi thằng bé kia, thằng bé này. Đó. Coi ổng kìa, có ổng tướng ổng. Tướng ông giật trâu cũng chết nữa. Ổng mới mười mấy tuổi, mới 13, 4 tuổi mà tướng ông thôi luôn. Chà bá lửa. Ảnh cũng hiền lắm, được cái hiền khô à. À cho lên sao ngồi đó. Thằng bé kia nữa, thằng kia nữa. Đó, cô chú mới hỏi sao không cho thấy chay tắm đó, đó chay tắm đây. Mấy ngày nay là cái gì đó, thời tiết nó lạnh lại. Nên là khi mà ở trên bờ mà lạnh đó là xuống sông là lạnh lắm. Mà hôm nay là thời tiết là tốt nè, không có quá nóng gắt. Tắm người thời tiết này tắm đã nè, nó không bị quá nắng. Nhiều khi ở trên nó nóng quá, nó chiếu xuống má xuống mặt á, mệt nó khó chịu. You're gonna use this today? I'm not planning on it. I him. Why don't you swim? I won't play in the same right now. Thôi sao mày không nhảy xuống mày tắm đi, nó nói không, tao muốn đứng dọc cát. Rồi con y như con nít không? Nó 13 tuổi mà y như con nít, nó đứng muốn dọc cát. Trời ơi, ông không nằm. Nhìn nó cưng vậy sao? Cưng sao? Sao vậy, cần nằm vậy sao? Cưng vậy sao? Còn bà này bà bồng chay không nổi đâu mà bà cũng cố gắng. Ôi trời ơi. She doesn't want to. She doesn't want to. She wanna be under the water. Yeah. Ôi ơi, thấy chị lặn không chay? Good job. Wanna go on? Wanna go on the tube? No? Ready, Didi? Wanna do it? I got you. Oh, don't step on me. Trời, con nhỏ này nó dọn đi. Bouncy. Gần chay khoái chơi với con bé nữa. Ủa vậy cái nhà nó bán hả? So yes. you sold your house? Not yet. No. Is your mom planning to sell it? Huh? Soon. Oh, she gonna sell your house soon? What? Yeah. Ủa mẹ nó tính bán nhà để coi bán nhiêu nhà này đây. My friend. Ủa vậy lỏng cái gì con này kêu my friend? Để đi gặp mẹ nó nói chuyện đó. Đây mẹ nó đây. Đi vô nói chuyện mẹ nó luôn, hỏi cứ bán cái nhà này nhiêu đây. Đây, nhà nó ngay chỗ này nè. Hi Greedy. Hi. You guys are moving? Yeah. What? You guys are